tất cả các em. Hôm nay chị Mập về một số mẫu rất là xinh đây. Bây giờ là chị Mập sẽ quay cho các bạn xem nhé. Từ đầu thì chị sẽ quay đến là cái hàng của Hello Kitty đi. Hello Kitty thì hôm nay chị Mập về có hai mẫu thôi. Đó là mẫu nơ. Mẫu nơ này bữa trước chị Mập đã về rồi đó. Chị Mập bán 170 và hôm nay thì còn lại là 150. Tùy đợt, có đợt thì họ sale xuống. Nó rẻ thì chị Mập cũng sẽ bán rẻ nha. Cái này là có giá 150 mà chỉ có hai màu thôi, màu xanh ngọc và màu dạng màu sô cô la. Đó, 150 một cái. Và đây là một cái bánh nướng của Hello Kitty luôn. Thì cái này lại còn siêu rẻ nữa, cái này chỉ có 70.000 thôi, xinh chưa? Có 70.000 cho một em Hello Kitty xinh xắn như thế này. Hello Kitty thì của hãng Sanrio nhé. Đó, rất là xinh, có giá là 70.000. Rồi, chúng ta sẽ qua cái Wixi của BT21. BT21 thì chúng ta sẽ có là 7 thành viên luôn. Mang Koya, Cookie, Chimmy, rồi Archie, Archie gì đó. Rồi, Tata, Cookie đây chứ nhỉ? Hồi kia là Shocky Cookie gì đó. Chị hay nhầm giữa cái bạn đường này với lại cái bạn kia. Thì dính cái gì đây? Dính sơn của cái bạn khác. Keo chứ không phải sơn. Keo. Thì em BT21 này có giá là 90.000 cho một em BT21, xác nhận là mắc ha. Bản thân chị Mập cũng thấy mắc. Rồi. Rất là xinh và cũng chậm tăng nữa. Có bạn thì chậm tăng nhiều, bạn chậm tăng ít. Bạn Tata, chị Mập thấy bạn Tata là chậm tăng nhất này. Đó, bạn Tata này rất là xinh, siêu dễ thương và chậm tăng nhất luôn. Có giá là 90.000 nhá, đầy đủ thành viên luôn nhá. Rồi, chúng ta sẽ qua cái hàng của Disney hả? Chả biết nó là của hãng gì nữa đây. Thì chúng ta sẽ có 6 mẫu như trên cái hình này, cũng có giá là 90.000. Và đây là cái bao bì không hoàn lại, có nghĩa là bao bì không xé ra, không tháo. Khi mà chúng ta tháo ra thì là nó sẽ bị mất luôn. Chỉ có cách là chúng ta tắt ở đây và kiếm một cái băng hai mặt dán lên đây thôi. Thì cái này cũng có giá là 90.000. Nhìn ở đây cho nó dễ này. Thì xui cho chị Mập là cái em trai ấy có bị đâu rồi? Có bị đứt tai của hai em trai. Em trai này, em này bị đứt tai hai em trai đấy, xui xẻo chưa này đó. Bị đứt tai như thế này thì bên chị Mập sẽ không có bán, tại vì là khi mà phát hiện ra, khi mà về hàng là đã kiểm rồi, đứt tai như vậy là bạn nào mua thì chị Mập sẽ tặng thôi, có nghĩa là bạn nào mua đơn nhiều ấy thì chị Mập tặng lại. Và cái này về chúng ta chữa được bằng cách là cho keo sữa vào đây và chúng ta dán lại vẫn xài được. Nhưng bên chị Mập thì nó đã rách rồi, sẽ không dán để bán kiểu đó, tại vì là khi các bạn về chúng ta dán lại thì nó vẫn sẽ có một cái vết hằn mà. Đây này, cho dù dán lại thì vẫn có một cái vết hằn thì chúng ta sẽ phát hiện ra, và như thế gọi là gian dối. Thà là chị Mập tặng hoặc là sẽ sale và bán rẻ chứ không có dán lại để bán đi nhá. Riêng bên chị Mập là như thế. Rồi, chúng ta sẽ qua mẫu khác ha. À, cái này là 90.000 luôn. Đó, có đầy đủ 6 em ở như đằng sau, mặt sau này luôn ha. Em trắng này, chứ không biết tên. Em này này, em màu nâu này, cái này thì siêu chậm tăng. Đó, các bạn thấy không? Ở trong bọc mà chúng ta bóp như thế này siêu chậm tăng luôn. Có giá là 90.000 thì cái này có bao bì cứng như thế này. Còn cái em BT21 kia thì có bao bì bình thường thôi, chứ không có bao bì hãng của BT21. Em Chimmy xinh nhỉ. Đó, rồi chúng ta qua mẫu khác nha. Qua cừu ngồi mini. Em cừu ngồi mini này thì hôm bữa chị Mập có về rồi. Em này là 7-8 xăng, có giá là 50.000. Hôm nay chị Mập về thêm màu hồng nữa. Đây. Ôi, màu hồng này chậm tăng phết nhỉ. Đó. Thì em này có giá là 50.000. Các bạn mua hàng thấy những cái như thế này, nó không phải là bị lỗi mà là cái khuôn. Khi mà họ tháo khuôn ra, nó sẽ có những cái đường nứt khuôn. Và đây là cái thiếu bột này. Chúng ta bóp vô và từ từ nó sẽ nở ra theo. Đó, thấy không? Thiếu bột, thiếu bột và nứt khuôn là chuyện bình thường đối với Wixi nhá. Các bạn nào mà chơi Wixi mới chơi ấy, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về Wixi trước khi chúng ta mua hàng, để không có sự nhầm lẫn rồi lại bảo là bán hàng giả hay là bán hàng lỗi hay là gì hết. Tại vì là Wixi này nó sẽ có lỗi thiếu bột và nứt đường biên là chuyện bình thường.
đây gọi là nứt chứ không phải gọi là tẹt hẳn ra. Chúng ta cầm chúng ta xé ra như thế này và chúng ta chụp lại thì không được. Rồi em này có giá là 50.000 nhá. Kế tiếp là chị Mập có về cái cốc mèo hay là gọi là cái gì chị cũng không biết nữa. Trên thì là em mèo đấy, còn ở dưới là cái gì đấy, thức ăn đồ uống gì không hiểu gọi sẽ là gọi là cái gì. Thì là cái này là của hãng Sanquiailan gì đấy. Cái whisky này nó rất là mềm và dẻo, cái chất whisky dẻo. Thì cái này có giá là 30.000 kèm cái móc khóa trong như thế này, móc khóa khi họ móc vào như thế này luôn, và kèm bao bì nhé. Nhưng mà bên chị Mập thì hoàn toàn những loại nào cũng có bao bì. Hiện tại thì bao bì của mini đã hết rồi, chưa có nhập về kịp. Thì các bạn mua mini có thể là sẽ nợ bao bì, thì đợt sau sẽ bù bao bì. Đợt sau bạn nào mua thì bên chị Mập sẽ nhớ và bù bao bì sau. Chứ hiện tại bây giờ thì đã hết sạch bao bì. Mấy ngàn cái bao bì mà giờ không còn luôn. Mua lẻ chúng ta sẽ có bao bì hết nhé, còn mua xỉ thì không có. Mua xỉ mini sẽ không có bao bì. Rồi em này có giá là 30.000 ha. Có màu hồng và màu xanh như thế này. Rồi chúng ta có mẫu khác nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái mẫu hamburger mèo này. Hamburger mèo này có giá là 60.000. Có màu cam, màu vàng và màu hồng. Thì bữa trước màu cam này này, nó cam giống ở dưới đây này. Sao bây giờ màu cam này nó ra màu đỏ cam chứ không còn là màu cam nữa. Ở trên web thì nó là màu này, nhưng sau khi nó ship về nó lại ra màu này. Chắc là pha màu quá tay. Thợ vẽ này, thợ pha sơn này chắc là pha màu quá tay cho nên nó ra cái màu màu đỏ cam chứ không còn là màu cam nữa. Thì chúng ta sẽ có 3 mẫu, 3 màu, màu hồng, màu vàng và màu đỏ cam nhé. Có thể gọi màu cam cũng được, tại vì ở trên Shopee thì chị Mập ghi là màu cam. Rồi chúng ta có màu này, chúng ta có 3 mẫu này, chúng ta có 3 màu thì có giá là 60.000. Rồi chúng ta có màu khác ha. Tới cái whisky cốc cà phê đổi màu này thì bữa trước là trong cái clip trước là chị Mập cũng đã test cho các bạn xem nó đổi màu như thế nào rồi. Thì hôm nay không có thời gian, chắc là chị Mập sẽ không kiểm tra cái màu nó đổi nữa. Các bạn nào muốn xem nó đổi màu thì các bạn tua lại của cái clip cũ, chúng ta sẽ thấy cái này nó đổi màu nha. Này hôm nay chị Mập không có thử. Rồi chúng ta sẽ qua cái bánh kem 6 dâu. Bánh kem 6 dâu thì mình không có lôi nhiều màu ra đây. Bánh kem 6 dâu chúng ta sẽ có rất là nhiều màu. Màu vàng, màu hồng và màu xanh, màu sô-cô-la. Màu sô-cô-la, màu xanh nữa. Lôi mệt. Đây, bánh kem 6 dâu này thì có giá là 60.000 các bạn nhé. Và nó cũng rất là chậm tăng luôn. Đó, có giá là 60.000. Có màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu hồng, màu xanh, màu sô-cô-la, màu đỏ. Có 5 màu. Thì chị Mập cũng sẽ ghi ở trên Shopee những cái màu đó. Hoặc là nếu mà không ghi thì khi các bạn đặt hàng, các bạn ghi dưới cuối đơn hàng ấy là cho em màu đó, màu đó, thì bên chị Mập sẽ lấy theo ha. Rồi chúng ta sẽ qua mẫu khác. Đây là mẫu hạt gạo, mẫu mới của năm nay. Đây là mẫu hạt gạo của hãng Sanquiailan luôn. Thì đây là mẫu mới mà chị Mập không có thấy có license. À đây, tại vì nó là của cái hãng công ty đấy luôn ấy. Đây là một hạt gạo. Hạt gạo này thì lại hơi mắc, kiểu giống như là mẫu mới ra thì nó mắc hay gì chả hiểu. Cái design chắc mất cái tiền để mua cái design đấy của nó cho nên nó mắc. Thì cái này có giá là 70.000 lận. Có cái bao bì luôn nha. Bao bì không phải là bao bì hình hạt gạo này mà bao bì để đựng nó luôn á. Nhờ bù lại thì nó siêu chậm tăng luôn. Siêu chậm tăng và rất là mềm. Các bạn xem này ha. Từ đầu thì khi mà chúng ta nhìn ở dưới đây như thế này, cầm như thế này, chúng ta nghĩ nó là một quả trứng vịt, quả trứng ngỗng ấy. Nhưng mà nó bị khoét cái chỗ này thì nó là hạt gạo nha. Rồi, có giá là 70.000 cho một em này, hơi mắc nha. Chúng ta sẽ qua cái mẫu bánh khổng lồ này. Bánh khổng lồ này là gọi là bánh cookie hoặc là bánh nướng gì đấy cũng được. Cái này rất là to. Tầm 25 đến 27 xăng gì đó. Và nó to lắm, cái này chúng ta có thể làm một cái gối hoặc là cho lên cái xe hơi để làm cái chỗ kê đầu cho chúng ta ấy. Nó rất là to luôn. Thì những cái mẫu jumbo to bên Mập bán có giá là 350 nha. Xinh ha, dễ thương chưa. Chúng ta sẽ qua cái mẫu đào này. Đào đợt này về lại đào màu cũ của ngày xưa. Hồi xưa là nó về màu này, xong bắt đầu sau này xong rồi nó về cái màu hơi nhạt nhạt của màu đào ấy. Ôi chị thích màu đấy cực nhá, màu đấy. Mà sao đợt này lại về cái màu này. Thôi về màu nào thì chúng ta bán màu đấy thôi. Nhờ màu nào thì trông cũng yêu thôi. Nhưng mà chị thì chị lại thích cái màu cũ. Màu vừa rồi. Chứ cái này là cũ, màu vừa rồi vệ sinh. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ qua cái sầu riêng. Sầu riêng, chúng ta sẽ qua cái sầu riêng.
Sầu riêng thì có giá là 101 nha. Và đợt sầu riêng này thì bán bao nhanh, chỉ vài ngày là hết luôn. Cứ vài ngày là hết một đợt, mà mỗi một đợt chị Mập về cả một vựa luôn ấy. Mà cứ vài ngày là hết. Hôm nay về lại rồi, các bạn mà chị Mập thiếu đơn thì chị Mập sẽ trả nha. Có giá là 101. Rồi chúng ta sẽ qua cái mẫu khác nào. Cái đậu nhật này chị Mập cũng đã về rồi, có giá là 60.000 nha. Đó, đậu nhật này chị Mập đã về rồi ha các bạn. Có giá là 60.000. Bạn nào cũng thích cái kiểu mà cái chữ thập ở trên đây này. Chắc là tại vì là khi mà cái bao bì của nó là chính là chữ thập hả, cho nên các bạn thích hả. Nhưng mà chữ thập này thì họ lại không phát nhiều. Tuy nhiên ở trong Shopee chị Mập cũng có đã có remark ra, nót ra là màu gì thì các bạn mua, các bạn chọn ở trong đó nhé. Rất là xinh, có hình như là năm màu. Màu vàng chữ thập, màu hồng và màu đen, màu xanh lá. Đó. Đó, nó có bằng này màu ha. Có giá là 60.000, đây là Gucci Nhật. Chúng ta có thể tháo ra được. Tháo ra được, và cái chỗ này á, thì khi mà chúng ta tháo ra thì cái bạn đậu hũ này lại không có cái chỗ để chúng ta móc, chỉ là một miếng vuông thôi, còn móc thì móc vào trong cái bịch như thế này nha. Có giá là 60.000. Rồi. Rồi trong những cái bạn mà của cái nhóm BT21 ấy, cái nhóm BT21 ấy thì có chung, họ làm chung cả cái mẫu này luôn. Gấu lai. Nhưng mà đây là gấu rau, nhưng mà ở sau thì chị thấy nó là gấu lai. Thì rất là chậm tăng luôn các bạn, chậm tăng và mềm. Chị thấy cái này mềm hơn của cái bạn BT21 luôn. Mặc dù thì cũng là một công ty và một liệu. Gấu rau và đây là Vistrackly nha. Xinh chưa? Thì có giá là 90.000 luôn. Và đây là thỏ Kuni. Cái thỏ Kuni này ấy, họ làm chắc chắn hơn hồi trước mà chị Mập bán cái thỏ Kuni kia. Cái tai nó rất là dài, và cái tai nó dài hơn như vậy một khúc này. Và cái chỗ này nó rất là yếu, nó eo oạt lắm, cho nên là nó toàn bị gãy ở chỗ này thôi. Thế là chị Mập không có nhập lại nữa. Thì cái này ấy, thì cái tai của nó rất là chắc chắn. Ở trong đây giống kiểu nó có cái cây gì nhỉ, nó có cái cây gì chỗ này nó bị thiếu bột đó đó đó, nhưng mà nó vẫn lên bình thường. Kèm cái móc của chỗ này cho chúng ta móc ha. Có giá là 90.000. Xinh hết nấc luôn đúng không? Rồi chúng ta lại qua mẫu khác nào. Rồi chúng ta qua cái sô-cô-la. Mà cái sô-cô-la, trời ơi, các bạn có thấy chị Mập khéo tay không? Chị lôi, chị giật một hồi, cái chị giật luôn cả cái bọc này ra và lôi luôn cả cái này ra rồi. Thế là bây giờ nó sẽ là hàng lỗi. Trời ơi, bỏ tay luôn. Phá của thật đấy. Thì cái này bên chị Mập bán có giá là 50.000, nhưng mà nó có cái này nha. Nó có cái này dính vào, còn cái này thì đó đã là lỗi rồi. Chị Mập sẽ đưa ra hàng lỗi, tại vì chị lôi trong cái bọc cái chị giật, không biết là nó có cái móc nó nằm ở trong đây. Giật một cái thế nào bọc nó đi đằng móc, nó đi đằng móc, hàng đi đằng hàng. Bó đây cái bà Mập này, hậu đậu. Đây có giá là 50.000 nha. Chỉ có một màu hồng này thôi, không có màu Sikuna kia. Rồi và tiếp theo là chị Mập về cái Wixi Mini. Wixi Mini này đồng giá là 10.000 một cái. Sẽ có cái móc, có cái thì sẽ xài cái móc này, có cái thì chúng ta sẽ xài cái móc đen. Đó, có đồng giá là 10.000. Thì nó sẽ rất là nhiều mẫu, chị Mập sẽ chụp lên và cho các bạn chọn mẫu nhé. Đều đồng giá là 10.000 hết. Đều đồng giá là 10.000 hết nha. Đó, có những cái bánh nướng trông rất là xinh. Đây thì thật sự nó là một combo các bạn ạ. Nó là một combo, tại vì là có nhiều bạn nói là chị ơi mua một combo nó nhiều quá, tụi em không mua được. Mà khi mà chị mít vào một combo 10 cái thì tụi em lại không thích lắm. Cho nên là chị có thể bán lẻ không, thì chị Mập sẽ đưa ra và bán lẻ với giá là 10.000, thì cũng giống như là cái kia thôi, sẽ có giá là 10.000. Tuy nhiên thì khi mà chị Mập soạn hàng thì cũng hơi cực một xí, nhưng mà không sao, các bạn ủng hộ là mừng rồi. Đó, thì chị Mập sẽ chụp cho các bạn lựa. Đây là một em bánh mì sandwich với có một cái cặp mắt say rượu, chóng mặt, rất là xinh. Đó. Rồi, đây là những mẫu mà ngày hôm nay chị Mập đã về đó. Thì các bạn nào mua thì chúng ta chụp màn hình like. Khi mà chị Mập chưa có thời gian đăng hình ấy, thì chúng ta chụp màn hình lại để chúng ta đặt mua ha. Hôm nay là cái này chúng ta có thể được chọn mẫu rồi. Một cái em donut rất là xinh. Chúng ta móc vào cặp ha, xinh lắm.